Mèo ấm mến chào các bạn quay lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ mọi người món canh chay đậu hũ non nấm kim châm. Nguyên liệu mà em chuẩn bị ở đây, mình sẽ có rau cần nè, cà chua, bắp cải, nấm kim châm và một ít hành lá. Các nguyên liệu này mình đã làm sạch rồi nha các bạn. Và 3 miếng đậu hũ non. Đậu hũ non bây giờ thì mình sẽ cắt hình từng miếng vừa ăn nha. Các bạn cắt cẩn thận để tránh bị vỡ cái miếng nó không có đẹp. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu canh nha. Mình sẽ cho nồi lên bếp nè, cho nửa lít nước vào và em sẽ nấu cho hai người ăn. Mình đun sôi nước lên nha các bạn. Nước của mình sôi rồi thì em sẽ cho đậu hũ vào nè. Mình sẽ cho từ từ thôi, kẻo cái miếng đậu hũ của mình bị vỡ. Bây giờ mình nêm nếm luôn nha. Ở đây mình sẽ sử dụng đường nè, bột ngọt, một ít hạt nêm và muối. Các bạn nêm cho vừa khẩu vị của mình là được nha. Mình để cho nước sôi lại thì mình sẽ cho bắp cải vào, cho cà chua vào. Mình sẽ nêm nếm xem coi cái độ chua nó đủ chưa nha các bạn. Nếu mà chưa đủ thì mình sẽ cho thêm một ít giấm, chanh hoặc tắc cũng được nha. Sau khi nêm nếm lại vừa ăn thì bây giờ mình sẽ cho phần nấm kim châm và phần rau cần vào nha các bạn. Vì hai phần này rất là nhanh chín nên mình cho vào và mình tắt bếp nhắc xuống liền. Bây giờ mình sẽ cho ra tô nha. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít hành lá cho nó thơm nha các bạn. Vậy là chỉ trong vòng 10 phút các bạn có thể nấu nhanh một cái món canh chay rất là đơn giản, dễ ăn và dễ làm nữa. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Mong mọi người sẽ like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của mình nha.